vị, thị trường chứng khoán trong nước giao dịch phiên thứ 6 cuối tuần ngày hôm qua với chỉ số VN Index đã đạt xấp xỉ mốc 790 điểm với thanh khoản đạt khoảng gần 4.000 tỷ đồng trên sàn này. Còn tại sàn Hà Nội thì chỉ số HNX Index đã tăng xanh từ đầu phiên cho đến cuối phiên, hiện tại đang đứng ở mốc 701,72 điểm và thanh khoản đạt khoảng 780 tỷ đồng trong phiên dịch ngày hôm qua. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại những giao dịch đặc biệt cụ thể của phiên ngày hôm qua cùng với vị khách mời là anh Huỳnh Anh Tuấn, tổng giám đốc của công ty chứng khoán SJC. Xin chào buổi sáng anh. Thưa anh, chúng ta thấy rằng là ngày hôm qua thì thị trường có vẻ là khá là rung lắc, nhưng mà có phải rằng là thị trường đã phát đi những cái tín hiệu lạc quan nhiều hơn là lo lắng không anh? Theo quan điểm của tôi, chúng ta thấy chỉ số index vượt cái đỉnh 780 đến 785 điểm, đây là một cái đỉnh mà vừa rồi chỉ số index đã từng test hai lần. Vâng. Sau đó thì lần này thì chỉ số index vượt qua. Nhưng mà cái nhà đầu tư, mặc dù chỉ số index vượt qua nhưng mà nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra ở một trạng thái nghi ngờ và thận trọng đối với cái chỉ số. Bởi vì chúng ta thấy khi chỉ số index vượt qua cái vùng đỉnh ngắn hạn, nhưng mà ngược lại là cái để tạo ra cái việc vượt ra cái đỉnh thì các nhà tạo lập thị trường họ lại mượn một cái lực là từ những cổ phiếu có vốn quá lớn ảnh hưởng đến chỉ số và một cái nhóm cổ phiếu ngân hàng. Và chúng ta biết thì trong giai đoạn từ đầu năm đến bây giờ thì riêng cái cổ phiếu ngân hàng hầu như cái mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu này ở cái mức tương đối thấp. Vì thế khi mà các nhà tạo lập thị trường họ kéo chỉ số thì lập tức là nhiều đầu tư họ không có tham gia kịp vào cái nhịp vừa rồi, cho nên đó là cũng là một cái lý do mà làm nhiều đầu tư thận trọng. Lý do thứ hai tôi cho rằng là khi chỉ số index vượt ra vùng đỉnh thì chắc áp lực chốt lời rất là mạnh, và điều đó buộc các nhà tạo lập thị trường họ phải tạo ra những cái nhịp rung lắc để cho xác lập lại một cái niềm tin của nhà đầu tư trong cái xu hướng trong thời gian sắp tới. Vâng, và anh cũng có nhắc đến nhóm ngành ngân hàng là một cái nhóm ngành khá là có rất là nhiều biến động trong cái phiên dịch tuần vừa rồi. Sau khi có những cái thông tin không tốt về một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo của nhóm ngành ngân hàng đang bị điều tra thì cổ phiếu nhóm ngân hàng đã lập tức bị bán tháo, nhưng mà sau đó thì các nhà đầu tư đã vào và mua lại cái nhóm cổ phiếu này rất là mạnh, thậm chí là có cả các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã tham gia bắt đáy các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng. Tuy rằng là trong phiên thứ 6 ngày hôm qua thì một vài mã cũng có giảm, nhưng mà nhiều người vẫn khá là quan tâm vào nhóm ngành ngân hàng và vẫn muốn giải ngân vào nhóm ngành này, thì anh có khuyên các nhà đầu tư theo cái hướng này hay không? Chúng ta thấy vừa rồi Quốc hội cũng thông qua cái chủ trương về việc xử lý cái nợ xấu của ngành ngân hàng, và tôi cho đó cũng là cái cơ sở để các nhà đầu tư kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ trở lại một cái xu hướng mạnh từ đây đến cuối năm. Và một cái vấn đề thứ hai nữa, chúng ta thấy Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu là đặt ra một cái yêu cầu cho ngành ngân hàng là cần phải đẩy mạnh nhanh cái tốc độ tăng trưởng tín dụng. Vâng. Thì đó cũng là cái cơ hội cho ngành ngân hàng trong cái việc đẩy nhanh cái tốc độ tăng trưởng tín dụng thì sẽ tạo ra những cái lợi nhuận lớn hơn trong cái cho ngân hàng. Vâng. Và điều đó thì cái xu hướng sẽ là cái xu hướng tốt. Ngoài ra thì chúng ta thấy từ index tăng suốt từ đầu năm tới giờ thì cái nhóm cổ phiếu ngân hàng cái mức độ tăng tôi đánh giá là mức độ tăng chậm nhất, hoặc là nếu chúng ta xét cái đỉnh điểm của index trong cái thời gian trước thì hiện nay có nhiều cổ phiếu ngân hàng thậm chí vẫn chưa đạt cái mức đỉnh của cái thời điểm đó. Vì thế tôi cho rằng cổ phiếu ngân hàng vẫn là cổ phiếu tiềm năng từ đây đến cuối năm. Vẫn còn nhiều tiềm năng, và nói về dòng tiền nói chung cũng như là cái chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư nói chung đó, thì hiện giờ có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất là có thể rằng trong tuần tiếp theo thì dòng tiền sẽ chảy nhiều và nhóm cổ phiếu midcap, cổ phiếu tầm trung. Tuy nhiên có một cái quan điểm khác cho rằng là các nhà đầu tư sẽ chú ý hơn vào các cổ phiếu blue chips, bởi vì chúng ta biết rằng là ngày 10 tháng 8 nước ngoài sẽ bắt đầu áp dụng chính thức chạy cái chứng khoán phái sinh, và cái chứng khoán phái sinh này thì áp dụng đầu tiên cho các cổ phiếu trong rổ VN30. Như vậy thì là có khả năng rằng là các cổ phiếu blue chips VN30 sẽ có nhiều cái cơ hội tăng. Như vậy thì anh có nhận định như thế nào về cái xu hướng dòng tiền cũng như là cái chiến lược đầu tư hợp lý của các nhà đầu tư trong tuần sau? Thực tế là trên thị trường chứng khoán chúng ta thấy thường thì có
chia làm hai hai cái nhóm nhà đầu tư. Một là những nhà đầu tư là ở đây chúng ta nói là những cái nhóm nhà thường theo cái trường phái là đầu cơ hơn. Bởi vì hiện nay trên trường chúng ta thấy khi chỉ số index vừa dự định và thậm chí chạm 790 điểm mà sau đó điều chỉnh lại, thì đâu đó cũng có rất là nhiều cái cổ phiếu, tôi cho rằng đây là nhóm cổ phiếu đầu cơ mang tính chất truyền thống, thì dẫn hút được nguồn tiền khá là mạnh. Riêng về nói 10/8 chúng ta áp dụng thị trường chứng khoán phái sinh thì tôi nghĩ trong giai đoạn đầu thực tế ra cái thị trường này hầu như không có một cái sự hấp dẫn quá lớn đối với cái chứng khoán phái sinh. Bởi vì chúng ta nhìn lại ở thị trường chứng khoán phái sinh của nhiều nước, thậm chí các nước gần chúng ta, thì hầu như trong 1-2 năm đầu riêng cái mảng này hầu như cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư tôi cho là không quá nhiều. Vì thế nếu như chúng ta đưa ra một cái giả định là có thị trường chứng khoán phái sinh thì nó sẽ kích thích cái những cái cổ phiếu trong VN30, thì tôi cho rằng hai cái mối quan hệ này nó thực tế nó có, nhưng mà cái mức độ nó tôi cho nó không quá lớn. Bởi vì để tính được cái vấn đề đó chúng ta phải xem cái chứng khoán phái sinh này cái mức độ giao dịch họ lớn đến mức độ nào, thì lúc đó thì nó mới tác động đến VN30. Giả sử như chứng khoán phái sinh chúng ta chỉ bán được một hoặc cái số lượng khá là nhỏ, thì rõ ràng là các nhà tạo lập thị trường họ không có lý do gì để họ có thể kéo cả cái VN30 lên. Thì tôi cho rằng đây là cái vấn đề nhà đầu tư chúng ta cũng cần phải lưu ý. Không gì chúng ta nghĩ là chứng khoán phái sinh trong VN30 thì lập tức chúng ta cứ nhảy vào những cái cổ phiếu trong VN30 mà chúng ta mua, thì tôi cho rằng đó cũng là cái rủi ro. Vâng, và cần chờ đợi một cái cách vận hành thực tế đúng không anh? Về cái đầu tư cũng như là cái giải ngân của khối ngoại đó trong cái tuần vừa rồi thì anh có những cái nhận định như thế nào cũng như là thời gian sắp tới? Bởi vì nhiều người thì cũng cho rằng là khi mà chứng khoán phái sinh được chính thức áp dụng đó thì có thể là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ là những cái người mà tham gia đầu tiên, bởi vì có thể rằng là họ quen thuộc hơn trong cái việc giao dịch ở các thị trường nước ngoài rồi, thì họ sẽ có thể là dễ dàng hòa nhập hơn ở cái thị trường Việt Nam của chúng ta. Thì tôi cho rằng đó cũng là cái lý do, bởi vì chúng ta nếu mà chúng ta xem lại thì rõ ràng là hiện nay các công ty chứng khoán chỉ có đâu 5-6 công ty chứng khoán có được cấp cái chứng khoán phái sinh thôi. Vâng. Và hầu như nói đúng nghĩa hơn là tôi nghĩ là có đến 90% nhà đầu tư rất là mơ hồ về cái chứng khoán phái sinh. Thì tôi cho rằng là chính vì sự mơ hồ của họ thì như cái mức độ quan tâm của họ về cái thị trường này nó sẽ kém đi. Thì hoặc là giai đoạn đầu họ chỉ có việc là họ quan sát và họ thăm dò, rồi sau đó thì họ mới có thể tham gia. Thì riêng cái đó thì nhà đầu tư nước ngoài tôi nghĩ là họ đã từng giao dịch ở cái thị trường của họ rất là nhiều rồi, thì đối với họ đây là một sản phẩm ở một nước họ đối với bình thường, hầu như không có vấn đề gì mới mẻ. Thì tôi cho rằng cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhiều hơn các nhà đầu tư trong nước. Vâng, và cảm ơn những ý kiến tư vấn của anh. Vừa rồi quý vị vừa tham khảo những ý kiến phân tích cũng như tư vấn về thị trường chứng khoán từ anh Huỳnh Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty chứng khoán SJC. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm lại các thông tin nổi bật nhất của chương trình Tin sáng ngày hôm nay. Tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, trả lời báo chí liên quan đến việc Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đệ đơn xin thôi việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết theo luật công chức, khi các bộ đang trong quá trình điều tra, xem xét kỷ luật thì sẽ không được chấp nhận thôi việc, nên Chính phủ hiện không chấp nhận đơn thôi việc của bà Hồ Thị Kim Thoa. Ngân hàng Sacombank vừa quyết định thay một loạt nhân sự tại các chi nhánh Lào, Campuchia và công ty kiều hối Sacombank. Ngoài ra, Sacombank đã bán toàn bộ 11,2 triệu cổ phiếu, tương ứng với 13% vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh. Như vậy, Sacombank đã thoái vốn ở công ty xây dựng Bình Chánh và thu về hơn 336 tỷ đồng. Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm B và ông Phan Huy Khang. Hai người đều là nguyên lãnh đạo cấp cao của Sacombank. Theo tin từ Reuters, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra vào ngày 5 tháng 8, bàn đến các vấn đề liên quan đến Triều Tiên và chống khủng bố. Trong đó, sự gia tăng hiện diện của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong khu vực ASEAN, đặc biệt là phiến quân Hồi giáo có liên quan đang gây xung đột ở Philippines. Đây là một trong các hội nghị trụ bị để chuẩn bị nội dung cho hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và các hội nghị liên quan.
Trong nước thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Triều Tiên, Mỹ đã ban lệnh cấm công dân nước Mỹ du lịch tới Triều Tiên và sắc lệnh này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Sắc lệnh này sẽ khiến Triều Tiên trở thành nơi duy nhất mà công dân Mỹ bị cấm du lịch. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có khoảng từ 4.000 đến 5.000 khách du lịch phương Tây, trong đó có hàng trăm người Mỹ tới du lịch tại Triều Tiên. Phần tóm tắt các thông tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Tin Sáng tiếp theo.